Trong phỏng vấn với tờ Telegraph ngày 9 tháng 4, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nói rằng sự chuyển đổi nền tảng của NATO xuất phát từ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, đồng thời khẳng định NATO tăng gấp 10 lần quân số ở phía đông kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra. Theo đó, NATO sẽ triển khai lực lượng ở bờ đông của khối đủ mạnh để đối phó với nguy cơ các nước tại khu vực này như Estonia và Latvia bị tấn công. NATO hiện đang triển khai khoảng 40.000 quân tại biên giới phía đông, tăng gấp 10 lần kể từ khi Nga tấn công Ukraine. Ông Jens Stoltenberg nói, NATO đang thấy một thực tế mới, một bình thường mới cho an ninh châu Âu. Vì vậy, NATO hiện đã yêu cầu các chỉ huy quân đội đưa ra các lựa chọn cho cái mà họ gọi là sự thiết lập lại, một sự thích ứng lâu dài hơn của NATO. Ngoài ra, ông Stoltenberg cho biết mối đe dọa từ Trung Quốc sẽ lần đầu tiên được đưa vào khái niệm chiến lược của NATO, tài liệu chiến lược chính thức của tổ chức này. NATO cho rằng Bắc Kinh và Moscow dường như đang hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn với nhau. Kế hoạch điều chỉnh của NATO sẽ được trình lên hội nghị thượng đỉnh của khối này tại Madrid, Tây Ban Nha vào tháng 6 tới. Ông Stoltenberg cũng kêu gọi các nước khác tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo NATO bác bỏ lo ngại của một số quốc gia về việc cung cấp vũ khí tấn công cho Ukraine có thể kích động Nga. Thay vào đó, ông nói mọi thứ Ukraine làm với các loại đều là phòng thủ. Thấy gì sau các chuyến thăm con thoi của lãnh đạo châu Âu tới Ukraine? Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua bất ngờ có chuyến thăm Ukraine nhằm thể hiện tình đoàn kết với quốc gia Đông Âu này. Đây là chuyến thăm mới nhất của lãnh đạo châu Âu tới Ukraine chỉ trong vòng chưa đầy một tháng qua. Các chuyến thăm liên tục và dày đặc như vậy của lãnh đạo châu Âu được cho là không có lợi cho cuộc xung đột tại Ukraine trong bối cảnh Nga và Ukraine vẫn đang trong quá trình đàm phán. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 9 tháng 4 cam kết sẽ hỗ trợ 120 xe bọc thép và hệ thống tên lửa chống hạm mới cho Ukraine. Ngoài ra, ông Johnson cũng cam kết viện trợ thêm 500 triệu đô la Mỹ cho Ukraine thông qua Ngân hàng Thế giới. Ngoài sự hỗ trợ về mặt vật chất và quân sự, nhà lãnh đạo Anh còn để ngỏ khả năng sẽ gia tăng áp lực với Nga, xem đây như cử chỉ thể hiện tình đoàn kết với Ukraine. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, cùng với các đối tác, chúng tôi sẽ dành sự ủng hộ cần thiết cho Ukraine, kể cả hỗ trợ về mặt kinh tế, hỗ trợ về mặt quân sự. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã quyên góp được 1,5 tỷ bảng Anh tại một hội nghị của các nhà tài trợ từ bạn bè, đối tác khắp nơi trên thế giới. Chuyến thăm của ông Johnson tới thủ đô Ukraine diễn ra chỉ 2 ngày sau chuyến thăm Kiev của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và quan chức phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Joseph Borrell vào ngày 8 tháng 4, cũng như chuyến thăm của Thủ tướng Áo Karl Nehammer tới Kiev cũng trong ngày 9 tháng 4. Trước đó, hồi giữa tháng 3 vừa qua, lãnh đạo ba quốc gia châu Âu là Cộng hòa Séc, Slovakia, Ba Lan cũng đã tới thăm Ukraine để thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ nước này. Các chuyến thăm liên tục và dày đặc như vậy của lãnh đạo châu Âu được cho là không mang lại lợi ích cho cuộc xung đột tại Ukraine trong bối cảnh Nga và Ukraine đang trong quá trình đàm phán. Giới chức Nga trước đó đã lên tiếng cảnh báo việc phương Tây cung cấp khí tài cho Ukraine chỉ làm cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang. Bản thân giới lãnh đạo châu Âu cũng đã từng thừa nhận thực tế này. Dù không trực tiếp tham gia cuộc xung đột tại Ukraine, nhưng NATO hiện cũng đã nhanh chóng điều hàng nghìn quân bổ sung tới các nước thành viên ở sườn phía đông của tổ chức này và cũng đang cân nhắc tiếp tục đưa thêm lực lượng tới khu vực. Tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã làm lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng. Lễ Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay có chủ đề Linh thiêng nguồn cội, đất tổ Hùng Vương, gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đúng 7 giờ, đoàn đại biểu hành lễ từ đền tại chân núi Nghĩa Lĩnh đến Nghi Môn, đền Hạ, đền Trung lên đến đền Thượng. Đi đầu là đoàn tiêu binh rước quốc kỳ, cờ hành lễ và vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các vua Hùng đã có công dựng nước. Theo sau là 14 thiếu nữ trong trang phục áo dài đỏ cùng 100 chàng trai là những thanh niên ưu tú tượng trưng cho 100 người con được sinh ra từ bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ. Trong chúc văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, ca ngợi khắc ghi công đức cha rồng mẹ tiên, công lao trời biển của các vua Hùng, ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các bậc tiền nhân đã không tiếc xương máu của mình đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ đất nước và tinh thần anh dũng của toàn quân, toàn dân trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do của Tổ quốc.
Sau phần đọc chúc văn, Chủ tịch nước cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan trung ương, các địa phương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ vào Thượng cung dâng hương hoa lễ vật, tri ân tưởng nhớ công đức các vua hùng và các bậc tiền nhân, kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Sau đó, đoàn trở về dâng hương tại bức phù điêu tưởng nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong năm xưa. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Đây cũng là con đường mà du khách thập phương hành hương về đất tổ mỗi dịp mùng 10 tháng 3. Theo ông Lê Trường Giang, Giám đốc khu di tích lịch sử Đền Hùng, có khoảng 500.000 lượt du khách đã đến tham quan khu di tích trong những ngày diễn ra lễ hội. Hôm nay thời tiết thuận lợi nên lượng du khách về khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng tăng cao. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an toàn cho du khách thập phương. Từ sáng sớm đã có rất đông du khách thập phương về Đền Hùng. Các phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nhưng nhờ sự chủ động triển khai các phương án của các lực lượng chức năng nên không có tình trạng ách tắc xảy ra. Khi từ Tuyên Quang xuống đây lễ hội Đền Hùng, tôi thấy các tuyến đường giao thông rất là thông thoáng và không ùn tắc giao thông. Tôi năm nay thì đến đây nó có khác với mọi năm. Thế một là cái không khí và cái môi trường là rất là vệ sinh sạch sẽ. Hai là công tác là về an toàn giao thông. Ba là sắp xếp về tất cả các điểm bán hàng. Tôi thấy năm nay là bên ban tổ chức là sắp xếp rất là có trật tự. Trong suốt thời gian diễn ra dỗ tổ Hùng Vương, Công an tỉnh Phú Thọ đã bố trí hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ, tình nguyện viên phân luồng và hướng dẫn phương tiện vào các bãi gửi xe đúng nơi quy định, bố trí các tổ tuần tra lưu động để kịp thời nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Tôi đã được các lực lượng chức năng tuyên truyền hướng dẫn để việc tuyên truyền hướng dẫn việc để việc kinh doanh diễn ra được đảm bảo an toàn an ninh trật tự. Cái lễ hội Đền Hùng thì cái lượng du khách đến là rất đông. Thế lợi dụng cái lúc đông người du khách đến dâng hương tại các cái đền thì các cái kẻ gian thường là lợi dụng cái chen lấn xô đẩy lúc đông người thì trộm cắp móc túi. Thế thì chúng tôi ngoài cái lực lượng công khai bố trí tại các cái đền thì chúng tôi còn bố trí các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra, bố trí kinh công tác trinh sát xã hội hóa, chúng tôi bố trí tại các cái đền để kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các cái hành vi trộm cắp móc túi. Cùng với các lực lượng an ninh quân đội đảm bảo an toàn cho lễ hội, ban tổ chức còn lắp đặt hệ thống camera kết nối các bảng điện tử công cộng, hướng dẫn du khách các điểm tham quan, đặc biệt là hệ thống đo lưu lượng, cảnh báo du khách không nên đi vào khu vực đông người, tránh tình trạng chen lấn có thể xảy ra. Cũng trong sáng nay tại khu tưởng niệm các vua hùng ở thành phố Thủ Đức, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hương Quốc tổ Hùng Vương. Ngay từ sáng sớm cũng đã có hàng ngàn người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã đến dâng hương để tỏ lòng thành kính đến các vua hùng và các bậc tiền nhân. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Dù ai buôn bán gần xa, nhớ ngày giỗ tổ tháng 3 mùng 10. Như bao người con lạc việc khác trên khắp mọi miền, người dân thành phố Hồ Chí Minh đều thành kính hướng về Quốc tổ Hùng Vương, tưởng nhớ tổ tiên, tưởng nhớ các vua hùng đã có công dựng nước. Đối với chúng tôi thì những các thế hệ cựu chiến binh luôn luôn là nghĩ và nhớ về các bậc tiền bối, những người mà đi trước, những người mà các thế hệ trước đã xây dựng nên cơ đồ đất nước của Việt Nam. Đây là một trong những thời khắc, những thời điểm mà chúng tôi luôn luôn cùng với toàn đại dân, toàn đảng, toàn dân, toàn quân để vươn lên tổ tiên. Năm nào cứ hàng năm vào ngày giỗ tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch thì tôi đều bận gì tôi cũng tranh thủ đến các đền thờ vua hùng như là Thảo Cầm Viên, như là Suối Tiên, như là đền thờ ở Tao Đàn. Muốn về ở cái nơi mà thờ 18 đời vua hùng để sau cho con cháu là hiểu biết được tại sao lại các nguồn cội.
trong giờ phút thiêng liêng và đầy cảm xúc của ngày giỗ tổ, nhớ ơn và bày tỏ lòng biết ơn lên Tổ quốc và biết bao vị tiền nhân của dân tộc. Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, những người con từ mảnh đất Sài Gòn, Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nối truyền thống kiên cường, vẻ vang của cha ông, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu và sáng tạo không ngừng để từng bước cùng cả nước, vì cả nước thực hiện công cuộc dựng xây, phát triển và bảo vệ đất nước. Năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư, cố gắng vượt qua, nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, thử thách để tiếp tục làm tốt hơn nữa, đạt được kết quả cụ thể, thiết thực nhiều hơn nữa để cùng hàn gắn những vết thương, chăm lo cho sức khỏe nhân dân, tái thiết nền kinh tế để phục hồi phát triển thành phố ngày càng giàu mạnh, góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Với chủ đề Hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam, lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4. Bên cạnh phần lễ, phần hội có nhiều hoạt động nổi bật như hội thi gói nấu bánh chưng, hội trại truyền thống tự hào nòi giống tiên rồng, hội sách, biểu diễn võ cổ truyền, múa rồng, chống hội, gian hàng trò chơi dân gian, các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Thưa quý vị, tối qua ngày 9 tháng 4 tại Trung tâm Thương mại Sapa, Cộng hòa Séc, lễ giỗ tổ Hùng Vương 2022 do Hội Đồng Hương tỉnh Phú Thọ tại Cộng hòa Séc tổ chức đã thu hút sự tham dự của đông đảo kiều bào. Sự kiện còn có sự tham gia của đại diện các tổ chức hội đoàn người Việt tại Cộng hòa Séc và một số nước châu Âu. Đây là lần thứ 8 lễ giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức tại Cộng hòa Séc với các nghi thức trang nghiêm, trọng thể, đồng thời cũng là dịp để bà con Phú Thọ nói riêng và cộng đồng người Việt tại Séc nói chung tưởng nhớ và tri ân công đức của các vị vua hùng, lưu giữ các giá trị về cội nguồn, giúp thế hệ người Việt thứ hai tại Séc hiểu thêm về phong tục tập quán, truyền thống dân tộc. Theo tôi nghĩ rằng thì từ những lần đầu chúng tôi tổ chức cái lễ này khi 2010 khi hội cũng bắt đầu thành lập, chúng tôi đã có cái sáng kiến là tổ chức cái lễ hội đền hùng cho bà con ở cộng đồng Séc, và cũng thực sự là cũng đấy là một cái rất là may mắn, cái công việc tổ chức rất tốt, và đến hôm nay nghi thức giỗ tổ Hùng Vương đã được lan truyền rất nhiều bà con ở cộng đồng ở châu Âu, và tôi cũng thấy rằng là sau nhiều lần tổ chức mình đúc kết thì mình nghĩ là những lần sau nó sẽ là gắn kết hơn, kết nối hơn và ghi sâu vào lòng bà con ở nước ngoài hơn. Đây là lần đầu tiên tôi sang đây, nhưng mà tôi được biết là Cộng hòa Séc đã tổ chức đây là lần thứ 8. Và cái tổ chức này rất ấn tượng đối với tôi vì là cái hình thức tổ chức rất là hoành tráng và rất là có bài bản. Tôi nghĩ rằng là cái lễ hội này khi tổ chức ở đây thì nó đem lại ấn tượng rất tốt đối với cộng đồng người Việt Nam, không những ở Cộng hòa Séc mà tất cả các nước trên châu Âu. Và bản thân tôi cũng là cái ủy viên của Ban chấp hành Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu. Chúng tôi rất chú trọng việc mà truyền bá những cái văn hóa của người Việt Nam đến các nước ở châu Âu, cũng như là để cho thế hệ con cháu chúng ta biết về cái văn hóa lịch sử của đất nước Việt Nam, và từ đó cái tin yêu và yêu mến Tổ quốc nhiều hơn trong tất cả những hoạt động của người ta. Thưa quý vị, cũng như nhiều địa phương khác, dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch năm nay, vùng biển thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cũng đón một lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Nhờ sự chuẩn bị tốt về cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch nên không có tình trạng quá tải, tăng giá để chèn ép du khách. Dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay, gia đình chị Hoàng Phương Nhung chọn điểm đến biển Cửa Lò, Nghệ An để tham quan, nghỉ dưỡng. Đây cũng là kỳ nghỉ đầu tiên của gia đình chị sau thời gian dài phải ở nhà do đại dịch Covid-19. Đến đây cùng gia đình là rất vui và hào hức, và giá cả thì cũng vẫn như mọi năm, cũng không tăng nhiều lắm đâu ạ. Không có cái hiện tượng trèo kéo khách hoặc là nâng giá sau mùa Covid đâu ạ. Năm nay, thị xã Cửa Lò tổ chức lễ khai trương năm du lịch sớm hơn gần một tháng. Đây là giải pháp nhằm kích cầu, tạo đà cho ngành du lịch bắt nhịp, hồi phục tốt hơn sau đại dịch Covid-19. Thời điểm khai trương năm du lịch 2022 đúng vào dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương nên lượng du khách đến với Cửa Lò đạt hơn 4 vạn, tương đương 70% so với thời điểm trước dịch. Công tác quản lý cũng được thắt chặt, không để xảy ra tình trạng quá tải, nhếch nhác và lôi kéo chặt chém du khách về giá cả. Tôi đặt tầm 5-60% cái lượng phòng khách nghỉ, thế là một cái tín hiệu đáng mừng. Chứ các năm về trước thì mùa này thì cũng chưa có khách mấy đâu, nhưng mà năm nay là
một cái năm có thể là nói là sẽ cái khởi sắc nghề du lịch, chuẩn bị cái cơ sở vật chất thì từ vật cơ sở vật chất đến con người là cũng tương đối đầy đủ. Giá phòng chúng tôi dao động từ 400.000 cho đến 800.000 tùy thời điểm, tùy cái lượng khách, tùy cái thời điểm khách đặt số lượng phòng. Và phải nói rằng năm nay thì lượng khách đến với cái lễ hội khai trương du lịch Cửa Lò thì phải nói rất đông, khoảng trên 3 vạn lượt người, tập trung ký cam kết với các nhà hàng khách sạn là về cái đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi là công khai niêm yết giá cả tại các cơ sở lưu trú và tập trung cho mọi cái nguồn lực để mà sẵn sàng đón khách du lịch. Năm nay, tỉnh Nghệ An cũng giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch mới như du lịch trải nghiệm, khám phá, du lịch văn hóa tâm linh và nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố nhằm tạo ấn tượng cho du khách khi đến với phố biển Cửa Lò.